Lòng người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng ngã. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Thương sao mười gia lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Thì ngày hôm nay Hữu Duy sẽ mang chiếc loa kéo siêu phẩm này để ra ngoài không gian rộng lớn để chúng ta có thể thử xem chất âm của chiếc loa kéo này khi ra ngoài trời sẽ như thế nào quý vị nhé. Và đây là chiếc loa kéo BIK BMS 5015 Bass 40. Thì cũng như là về thiết kế hay là về cấu tạo hay là về thông số kỹ thuật thì chắc hẳn là quý vị cũng đã xem ở video trước, thì Hữu Duy có nói rồi về chức năng của nó hay bất kể về bất kỳ thông số gì thì Hữu Duy cũng đã nói về trước rồi. Còn ở video này chúng ta sẽ chỉ trải nghiệm thôi quý vị nhé. Hữu Duy sẽ hát trực tiếp ở trên dòng loa này và hát một số bài hát cũng như là mở nhạc để chúng ta có thể xem là với không gian ngoài trời thì chiếc loa của chúng ta sẽ có chất âm như nào. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu quý vị nhé. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan nhặt lại từng cánh rung rơi. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình vì người em yêu đã nói vùng nhạt tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngáng trông mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, nàng khóc cho mình. Hồng trần trên đôi cánh tay, qua đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em nằm mơ. Lòng người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng ngã. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Thương sao mười gia lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi sao trắng sống phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng cô níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng cứ về sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ mất ngã trên dòng người thay đổi. Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào em đến chơi mà quên mang tiếng cười, lặng im không nói. 20 tuổi đầu qua mất rồi, khi nhìn sâu trong đây mắt mưa rơi nhạt son nét môi. Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia màu, nhìn nhau giây phút em tôi bảo rằng thôi quá muộn, ta gặp nhau khi áo cưới may xong còn gì mà mong. Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hát karaoke cũng như là nghe nhạc trên chiếc loa BIK BMS 5015 này ở ngoài công viên quý vị nhé, ngoài công viên, một không gian ngoài trời. Dạ vâng, và có thể nói là chất âm thì chúng ta cũng có thể tự mình đánh giá được đúng không ạ, về cả giọng hát cũng như là về khi nghe nhạc. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Alex cũng như là chuỗi series 4 video nói về các dòng loa kéo mới là dòng loa BSM 5015 và M108. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Alex, và đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu, nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ.